Vâng, xin chào anh chị em và các bạn Ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn anh chị em và các bạn cách chúng ta đăng ký và tạo tài khoản của dự án Shichu Exchange Đây là một dự án từ Hàn Quốc là một sàn giao dịch phát triển NFT và Metaverse Rồi, ok để chúng ta đăng ký tài khoản và chúng ta uh, mua cái token của cái dự án Situi có mã là STZU thì chúng ta cần phải có một cái link để chúng ta đăng ký đấy nó gọi là link giới thiệu đấy ạ Ok chúng ta lấy cái link của chúng ta truy cập vào link hoặc là chúng ta lấy link chúng ta dán vào uh, Google Chrome hoặc Safari tùy uh, cái điện thoại mà anh chị em và các bạn dùng Ok rồi chúng ta kiểm tra rồi ví dụ đây là cái mã giới thiệu của tôi đây ạ tám một này sáu ba bốn này rồi tên này ạ. rồi chúng ta ghi điền tên cái tên này là tùy anh chị em và các bạn chúng ta điền nhé ví dụ tôi ghi là coi tám sáu đi chẳng hạn email này tôi điền thông tin email của tôi này chúng ta nhớ điền thông tin email cho chính xác nhé. OK, chúng ta chọn canchi là Việt Nam này chúng ta kéo xuống này. Chúng ta chọn Việt Nam này. rồi à, OK, số điện thoại thì chúng ta ghi tùy anh chị em và các bạn chúng ta ghi số điện thoại nhé. Số điện thoại chúng ta có thể chỉnh sửa được. ví dụ chúng ta ghi là 0986 à, đi. 2, 7, 1. 0 9 8 6 đi 3 6 7 1 3 4 đi Rồi tùy Cái này là tùy anh chị em và các bạn nhé Chúng ta có số điện thoại nào thì chúng ta Điền thông tin ở số điện thoại đó Rồi ok sau đấy là chúng ta Điền password nhé Rồi ok Chúng ta tạo password nhớ là chúng ta viết bắt quát là bao gồm chữ hoa chữ thường ký tự và số để chúng ta bảo mật thông tin nó tốt hơn nhé và chúng ta hãy, hãy bảo mật thông tin chúng ta chúng ta không tiết lộ cho người khác để tránh trường hợp mà chúng ta bị vào tài khoản chúng ta bị rút mất tiền Rồi, ok sau đây chúng ta kích vào phần sinh áp đấy ạ ok sau đấy chúng ta vào email email thì cái link để verify cái tài khoản ấy thì nó sẽ gửi về cái mục spam này chúng ta vào cái mục spam này à, chúng ta vào cái mục phần thư giác này ạ ok rồi đây ạ ok xong chúng ta kích vào phần là báo cáo không phải không phải mục spam rồi à, ok chúng ta vào tài khoản đấy ạ rồi. chúng ta kích vào này. này. Đây ạ, ví dụ đây là tài khoản của tôi có cái user này. Cái ID này. 94677269 này. Rồi, tên là uh, coi chị coi 86 này. Ok, chúng ta kích vào Very Rồi, như vậy là chúng ta đã tạo tài khoản thành công rồi. Rồi chúng ta lưu ý này trên cái tài khoản của Sichu trên này á thì tất cả các cái thông tin ở trên Twitter này họ chạy trên cái dòng tip của website luôn này rất mượt mà anh chị em nhìn thấy chưa website rất mượt mà luôn đây là bảng bảng điều khiển này cái dashboard đấy để chúng ta xem là chúng ta có mua được chúng ta đã mua được bao nhiêu cái đồng Sichu ạ rồi đây ạ ok đây là telegram đấy ạ rồi, còn đây là các kênh ví dụ Telegram, Telegram này, Facebook này, còn đây là Twitter nó dạo chạy dòng tít này. Nhiều anh chị em và các bạn chúng ta không quen sử dụng Twitter ấy, thì chúng ta có thể là xem ngay trên website của chúng ta có luôn này. Rồi, ok. Rồi, chúng ta có thể log out ra sau đây chúng ta đăng nhập lại vào tài khoản. Rồi, ok, tôi sẽ log out ra. Ờ, ok. Rồi, chúng ta có thể tải app này tải app của sicu exchange hiện tại nó có app ở trên android, trên ios thì chưa có anh chị em và các bạn nhé. Chúng ta vào app này rồi app rất là mượt rồi nó điền thông tin này sau đây chúng ta điền, ok chúng ta điền bắt này, sau đây chúng ta login này, à, có thể là bắt tôi hơi nhầm lẫn, tôi sẽ vào lại, à, ok chúng ta đăng nhập, vẫn bị thiếu gì anh chị em ạ, à, tôi thiếu phần gmail heo, ok chúng ta login vào, rồi ok như vậy là chúng ta đã đăng nhập tài khoản thành công rồi, rồi chúng ta có thể tải app về chúng ta sử dụng rất là tiện lợi anh chị em và các bạn nhé ok rồi đây ạ chúng ta phải kích vào cái phần ba gạch này bên trái này để chúng ta xem này ở đây nó có các cái phần về à, tuyển cái rep đấy ạ tuyển network ạ chúng ta có thể sử dụng network chúng ta xây dựng cái hệ thống network đây chúng ta kiếm được nhiều cái đồng stzu ạ stu đấy ạ ok rồi thông tin này ạ còn bình thường chúng ta không muốn xây dựng thì chúng ta có thể sẽ mua cái đồng token của cái dự án này rồi à. tôi sẽ làm một video để chia sẻ về cái, cái cái cái, cái cơ chế về về nó trả thưởng về cái token và cái dự án nó sẽ đi như nào nó phát triển như nào ok à, như vậy là tôi đã hướng dẫn anh chị em và các bạn chúng ta đăng ký thành công cách tạo tài khoản của dự án chú ý trên Cảm ơn anh chị em và các bạn đã theo dõi video. Anh chị em và các bạn thấy video của tôi bổ ích, à, vui lòng có thể cho tôi một like, một lời nhận xét và không quên đăng ký kênh của tôi và rung chuông để đón nhận các cái video tiếp theo của tôi. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.